Xin chào tất cả mọi người nhé, trên tay nhung đây đang là bộ dưỡng cho da mụn Mọi người nhé, bộ dưỡng này là bộ dưỡng 5 sản phẩm dành cho da mụn Nó sẽ đầy đủ tất cả các dòng sản phẩm, đó là từ sữa rửa mặt, toner, serum và kem Và kem chống nắng mọi người nhé à, Bên trong của nó sẽ có 5 sản phẩm như thế này mọi người nhé à, Với công dụng của sữa rửa mặt thì nó có tác dụng làm sạch sâu và làm sáng mịn, làm da cho mình à, Tiếp theo đấy là toner toner có thể giúp cho làn da chúng ta trở nên mịn màng hơn và cấp ẩm. Đặc biệt trong cái thời tiết hanh khô này thì sau em toner không thể thiếu được đó là serum mụn mọi người nhé. À, serum mụn này nếu như bạn nào đang gặp cái tình trạng là da dầu đổ ra rất là nhiều, mụn đầu đen thì chúng ta lại càng phải dùng serum này mọi người nhé. Và tiếp theo đấy là kem mụn, à, một dòng sản phẩm mà nhung vô cùng tâm đắc ờ, à, đó là kem mụn này ngoài dưỡng mụn, mờ thâm, nám còn giúp cho các bạn có một làn da trắng sáng và căng bóng mọi người nhé. Và khi mà chúng ta đã dùng kem và chăm sóc đầy đủ như vậy được rồi thì chúng ta không thể nào thiếu kem chống nắng mọi người nhé và đặc biệt vào cái thời tiết hanh khô này để mà tìm được một cái loại kem chống nắng uh, phù hợp cấp ẩm và đặc biệt là làm dịu da thì kem chống nắng của Bách Y Sâm là một sản phẩm vô cùng tuyệt vời uh, nó có thể nói là một dòng sản phẩm mà chạy nhất bestseller của nhà Becky Sum mọi người nhé. Nếu như da của các bạn mà bị mẩn đỏ nổi mụn lên, chúng ta dùng kem chống nắng vào chúng ta sẽ thấy là nó được dịu đi hẳn luôn mọi người nhé. Và đặc biệt là về cái độ căng bóng các bạn chỉ cần bôi một lần cho em thôi, kem chống nắng FPS chỉ số 50 cộng. Và đặc biệt là khi mà chúng ta bôi từ sáng đến tối chúng ta vẫn thấy là cái lớp nền của chúng ta rất là căng bóng và mướt mọi người nhé. À, dùng cả trong bộ sản phẩm như này chỉ cần sau một tháng nữa các bạn có thể thấy là làn da của các bạn được thay đổi rất là rõ nét luôn à, mọi thông tin chi tiết thì mọi người có thể inbox trực tiếp cho em để được em tư vấn nhé